Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 25 tháng 9 của Dusanvina. Bản tin trưa nay sẽ có những tin chính sau đây. Boiler xuất 1.910 tấn thiết bị đến nhà máy nhiệt điện Obraisi, Ấn Độ. Tiến hành họp tiền sản xuất dự án Nghi Sơn 2 với nhà thầu Taco. Rõ ràng lễ hội trăng rằm tại trường mầm non Ước Mơ Dusan. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau chuyến xuất hàng đầu tiên vào ngày 25 tháng 8, nhà máy boiler tiếp tục xuất chuyến hàng thứ hai nặng 1.910 tấn. Các thành phần cấu thành lò hơi đến công trường dự án nhà máy nhiệt điện Obraisi ở Ấn Độ. Dự án Obraisi được Dusan ký kết với DBSA vào ngày 8 tháng 5 năm 2017 và được nhà máy boiler bắt tay sản xuất vào ngày 26 tháng 6. Tham gia vào dự án, boiler chịu trách nhiệm sản xuất tổng cộng 5.614 tấn các thiết bị cấu thành thành phần áp lực lò hơi. Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, các thiết bị này sẽ làm nhiệm vụ nhiệt hóa hơi nước, tạo ra áp lực lớn để phát điện. Trong chuyến xuất hàng thứ hai được thực hiện vào ngày 20 tháng 9, đã có tổng cộng 111 kiện hàng được đưa lên tàu, trong đó gồm các khung kết cấu, header và box. Đây là một trong số những thành phần cấu thành thành phần áp lực của một lò hơi. Tổng trọng lượng của chuyến xuất hàng lần này lên đến 1.910 tấn. Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện đốt than Obraisi có công suất 1.320 MW, bao gồm hai tổ máy công suất 660 MW, nằm trên diện tích 200 hectare tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Dự án bao gồm việc xây dựng các khu vực rửa than, đường ống dẫn nước, bể chứa nước thô, bãi chuyển đổi để sơ tán điện, lắp đặt tu bin, máy phát điện, các thiết bị an toàn, lối vào và cơ sở hạ tầng liên quan. Obraisi sử dụng công nghệ tiên tiến, có thể giảm phát khí thải carbon ra môi trường. Mặc dù sử dụng ít nhiên liệu để đốt, nhưng sản lượng phát điện sẽ đạt ở mức cao. Theo kế hoạch, tổ máy đầu tiên sẽ đi vào vận hành vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, trong khi tổ máy số 2 sẽ phát điện vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Tính đến nay, boiler đã xuất 3.003 tấn đến công trường và sẽ còn hai chuyến khác được thực hiện cho dự án này. Trước thềm triển khai dự án Nghi Sơn 2, nhà máy boiler đã có một buổi họp tiền sản xuất với nhà thầu phụ Taco Trường Hải. Đơn vị này đảm trách việc cung ứng attachment cho nồi hơi. Taco Trường Hải là một trong những đối tác của Dusanvina và trước đây nhà thầu này đã cung ứng hạng mục attachment cho Dusanvina khi thực hiện dự án Vĩnh Tân 4 mở rộng và Obraisi. Qua hai dự án này, tuy Taco đã làm rất tốt nhưng vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm về chất lượng cũng như ngày giao hàng. Tham gia vào buổi họp tiền sản xuất cho dự án Nghi Sơn 2 lần này, phía Taco có 6 đại diện là các kỹ sư và quản lý sản xuất, trong khi phía nhà máy boiler có đầy đủ các thành viên của các phòng ban liên quan như BC, ME, Production, QC và Design. Tại buổi họp, hai bên đã có thảo luận chi tiết và có những chia sẻ về kế hoạch giao nhận vật tư, kế hoạch ưu tiên để chế tạo attachment, những yêu cầu kỹ thuật, những lỗi chất lượng cần phải cải tiến, những bài học kinh nghiệm và vấn đề bảo quản vật liệu, đóng gói, giao hàng. Theo đó, phía boiler yêu cầu nhà thầu Taco phải lập và cung ứng kế hoạch chi tiết cho các công đoạn sản xuất, cũng như tiến độ chế tạo cụ thể của các hạng mục. Tiến độ và ngày giao hàng cũng là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm tại cuộc họp lần này. Dựa vào kế hoạch Taco cung cấp, nhà máy boiler sẽ cắt cử nhân sự giám sát và đến công trường kiểm tra, cũng như hỗ trợ khi cần thiết một cách chủ động hơn. Chiều ngày 21 tháng 9 vừa qua, cô và trò trường mầm non Ước Mơ Dusan đã có một khoảng thời gian sinh hoạt đầy sôi nổi, trong không gian đầy màu sắc của ngày hội trăng rằm. Ở Việt Nam, nói đến Trung Thu là nói đến ngày Tết của thiếu nhi, nhi đồng, là dịp mà không khí rộn ràng, lan lỏi trên mọi nẻo đường, mọi nhà. Tại trường mầm non Ước Mơ Dusan, các bé cũng được tham gia và hòa mình vào lễ hội cũng như bữa tiệc tinh thần của trẻ thơ. Mở đầu chương trình là sự xuất hiện của đoàn múa lân, làm cho các bé rất phấn khích khi được ngắm nhìn sự chuyển động của chúng trên nền nhạc vô cùng sôi động. Điểm nhấn của chương trình là sự thể hiện tài năng của các bé trong các tiết mục như múa ánh trăng tình bạn, nhảy million, nhảy aerobic, múa em đi xem hội trăng rằm, đã làm cho những người tham gia vô cùng thích thú, đặc biệt là phụ huynh của các bé, bởi họ nhìn thấy con em mình được dạy dỗ tốt như thế nào, không chỉ phát triển về thể chất mà còn phát triển tốt về tinh thần. Việc tham gia vào các tiết mục múa, nhảy thể hiện sự dạn dĩ và tự tin cũng như năng khiếu của các cháu. Tuy các điệu nhảy, động tác, múa chưa thật sự mềm mại và uyển chuyển, sau phần lễ, tất cả cô, trò và đại diện phụ huynh cũng như các quản lý đều cùng nhau phá cổ với những mẫu bánh trung thu
trái cây và nước uống trong không gian ngập tràn màu sắc và tiếng cười. Nhân dịp này, công ty và công đoàn cũng đã gửi tặng 1.680 phần quà trung thu cho tất cả mọi người lao động. Mỗi phần quà là một hộp 6 bánh mang tên Ánh Nguyệt của hãng BBK. Tổng giá trị thị trường cho các phần quà gần 600 triệu đồng. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Dusan Mina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Mina DVTV V9N67. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Mina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isu với từ khóa Dusan Mina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.